bà con bác lợn chia sẻ mạnh lên mọi người. Hiện nay là nhiều người đến nhờ Đạo Tiến Hải là thêm vợ, vợ bỏ đi vì công vì khó khăn công việc thì đủ thứ việc áp lực công việc, nên mới là bác chia sẻ giùm mọi người rất là đau buồn. Hiện nay là nhiều người đến nhờ Đạo Tiến Hải, bà con bác lợn chia sẻ giùm cái vấn đề này rất là đau khổ. Anh họ tên gì? Anh sinh năm mấy? Năm 80. À, quê ở đâu? Quê ở Châu Thành, Tiền Giang. Rồi, anh đến đây anh nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Hải là tìm vợ phải không? Dạ, vợ về cũng cùng với vợ cũng trả nợ cho người ta. Vợ anh họ tên là gì? Dạ, tên Trần Kim Ngân. Sinh năm mấy? Năm 1987. Rồi, hai chồng có mấy đứa con rồi? Có hai đứa con à. Hai đứa con hả? Một trai lớn là một 3 tuổi. Rồi. Bé gái nhỏ này 8 tuổi. Vợ dắt nhà gái nhỏ đi không? Nên mọi người đoạn chia sẻ với mọi người ở đây là giúp người dân miễn phí, không phải tự đổ xăng đi tìm. Tự đổ xăng đi tìm, không có gì xin kỳ quạt hết đó. Hiện nay có nhiều trang Facebook lấy hình ảnh hiệp sĩ Hải là đăng lên. Hiệp sĩ Hải là để kiếm tiền thì kia đây hiệp sĩ Hải không có cắt nhặt tiền cái nghe bà con. Bà con làm ơn chia sẻ giùm những hoàn cảnh này, ai cũng khổ cũng đến đây gặp hiệp sĩ Hải. Làm ơn mấy cái trang Facebook giả đừng có lê đi dụng hiệp sĩ Hải để xin tiền xin bạc thì kia đội hiệp sĩ Hải không nhận tiền ngay nghe bà con. Bà con phải chia sẻ giùm, chia sẻ giùm. Anh với vợ là cưới bao lâu rồi? 2005 hả? Rồi từ ngày cưới giờ hai chồng có gây lộn đột gì không? Không, mấy năm nay không có gây lộn. Vợ tại vì làm hội gì đâu mà rồi. Làm ăn bại buồn bỏ đi thôi. Giờ chủ yếu nhưng vợ về được bán của mình trả nợ cho vợ. Trả nợ của vợ là chủ hội hả? Không ăn chơi đó, chơi hội ngoài. Chơi hội ngoài hả? Có em không rành, vợ làm ăn mình không rành. Rồi. Bỏ đi nay mấy tháng rồi không liên hệ được, điện thoại không có tin ta không. Anh ở xã phường nào ở Tiền Giang? Ở xã Tân Cái Tây, quận Châu Thành, Tiền Giang. Ừ. Rồi biết vợ là đi hướng nào không? Dạ không. Mấy người lên nhà mấy anh em. Ừ. Vợ đi là lúc mấy giờ? Ngày mấy? Đi hôm 14 tây tháng 11. 14 tây 11 đang, không? Gần 3 tháng. Đây gần 3 tháng hả? Giờ đi gần 3 tháng mà. Có liên lạc gì nhau? Không, không liên lạc không. Bà có lời chia sẻ mạnh lên mọi người. Mọi người đoạn chia sẻ mạnh lên. Rất là đau khổ mọi người. Chị có thấy chồng mà từ ở Tiền Giang đi hàng trăm cây số đến gặp chị Nguyễn Hải thì chị về đi. Bà có lời chia sẻ mạnh lên mọi người. Mọi người đoạn chia sẻ mạnh lên. Mọi người là bên chia sẻ mạnh là mọi người rất là đau khổ, rất là đau mọi người. Kim Ngọc Nguyễn Thị ơi, Yến Kim chào là bên mọi người chia sẻ mạnh lên, mọi người chia sẻ mạnh mọi người. Ước ao gì ngày người dân đừng đi hội cầu cứu chị Nguyễn Hải nữa. Yến Kim ơi, bà con là chia sẻ giùm, bà con là chia sẻ giùm. Cô hứa vợ anh là con người đó chứ nãy sao Bình Dương sẽ tìm được. Mà vợ tôi là tìm hết được rồi. Vợ tôi mất 75 tuần 9 tiếng 57 phút 5 ngày. Và câu là chia sẻ giùm mọi người. Hiệu Trần ơi. Và câu nói là chị là con thấy chị này đâu điện thoại thì chị nãy. Số hội 0913788. Đi xe hiệu gì? Chữ bào trắng biển số. Số mấy? Số thì giờ quên số. Phải có số rồi, đỡ quá chú anh điện thoại nhà có biển số mấy nha. Giờ anh đi biển số mà không biết là đâu làm được. Có biển số là dễ làm nhất, nghe không? Giờ anh có chơi Facebook, Zalo, TikTok gì không? Có. Cái đó phải xem lại nha. Facebook là giờ với Zalo bỏ số điện thoại giờ anh điện không được. Hồi đó gì có ghen đánh vợ gì không? Không. Vợ hẳn là vợ làm ăn thua lỗ rồi. Bỏ đi rồi không cái gì. Rồi. Mấy ngày vợ chồng ở chung sống bình thường. Rồi. Bà con bắt đầu chia sẻ mạnh
À, chị ơi, còn có khoảng 2 tuần lễ là Tết rồi. À, chưa đến tuần là còn khoảng trên 10 ngày là Tết rồi, chị về sum họp gia đình. Tết nhất rồi, chồng bỏ công việc làm đi tìm vợ. Bé nhỏ này học lớp 3 nhưng mà lại nghỉ học luôn hả? Dắt đi về đâu học. Ờ, buồn ghê. Vợ đi ban ngày ban đêm. Đi giấc trưa. Có 1 2 giờ trưa. Và tôi lời chia sẻ giùm mọi người. Mọi người vẫn chia sẻ giùm mọi người. Thế ba màu gì? 8. Nhớ bên số xe không? 33 094 mấy. Rồi số xe, số giờ, số xe nhà mình cũng không biết nữa. Bà con có lời chia sẻ mạnh lên mọi người. Mọi người chia sẻ mạnh lên. Chắc đã buồn. Ai điện hả? À? Sao nghe máy? Số là nghe đi. Bà con có lời chia sẻ mạnh lên mọi người. Bây giờ chị anh có nói lời nói cho vợ về tha thứ tất cả đi. Nói đi. Bán đất trả lại cho vợ, cho con về ở ăn học, lo cho mấy đứa con. Chứ mà không có lời chia sẻ giùm. Em ghi ra đây kiếm vợ nè. Ghi rồi anh ghi rồi còn quay nữa. Ờ. Và quay nhiều ở đây anh này tìm vợ nữa. Chăm hình lên. Trời ơi, buồn quá nay người tìm vợ. Bà con có lời chia sẻ mạnh lên mọi người. Mọi người chia sẻ. Anh đây cho thăm là anh họ tên gì? Em đây Dương Thơm, tên thì gọi ngoài Châu à. À, tên gọi Châu à. Cảm ơn anh ra nói chuyện. Rồi cho anh là vợ anh là họ tên gì? Em nghĩ thì họ sinh năm 1983. Rồi. Vậy là vợ anh lớn hơn 2 tuổi và nhất gái đứng 2 người cha đứng 1. Rồi anh ở nhà có la này đánh vợ mà vợ bỏ đi. Không có la. Ừ. Có là chú có đánh. Có là chú đánh không? Là làm sao? Là sao rồi mà bỏ vợ bỏ đi? Là tôi thấy vợ kia khỏi tên kia là bỏ đi. Rồi vợ có lên Facebook cho lâu không? Dạ có cho lâu Facebook rồi, trước khi đi vợ bỏ là hỏi nhà vợ. Nhà Phong. Rồi ở nhà vợ làm gì? Ở nhà kì vợ nhà không năm nay. Ừ đi, alo. Chú Bạch điện lại, chú Hải điện lại cho. Gì? Gì? Cái gì kia đánh điện không? Đánh điện đúng. Ờ, giờ chú Hải điện tôi ấy cho tôi điện cho rồi. Trời. Rồi bây giờ bà con bắt đầu chia sẻ với mọi người. Mọi người đã chia sẻ giùm mọi người. Bà con có lợi chia sẻ mạnh lên. Bây giờ anh có đòi lời nói cho vợ về đi. Nói đi. Dạ, thì con là vợ quay về thì quay như tha thứ hết. Ở nhà anh có nhậu không? Dạ, có nhậu. Nhậu dữ không? Dạ, cũng nhiều. Nhậu nhiều hả? Ở nhà tháng nhậu mấy, tháng nhậu bao nhiêu ngày? Con tận cho 2 ngày. Vậy? Từng 2 ngày. Từng sau đấy nói 3 ngày gì đó, 2 ngày gì nói nhiều nhiều cho biết. Anh nói từng lễ nhậu 2-3 ngày. Là một tuần lễ nhậu 5 ngày, đúng không? 2-3 là 5 ngày. Vậy trời anh cộng rồi còn bao nhiêu? 4 tuần. 4 tuần nhậu 20 ngày rồi. Thôi bỏ nhậu đi, vừa hứa giờ bỏ nhậu đi. Lên đến thầy là vợ về là bỏ nhậu đứt luôn. Mày không? Nói là phải làm nghe. Dạ. Chứ hiệp sĩ Quỳnh Hải là nói được làm được. Thầy đi. Ờ, đó. Thầy nhưng mà có nãy ờ. Nếu vợ quay về bỏ hết là bỏ nhậu đứt tới chết luôn. Nhưng mà anh nhậu anh cho bài thủ không? Dạ điều điều ạ. Điều điều không? Vì cho bài thủ là điều. Chứ thường cái nói nhậu xỉn thì sao gì làm bài được. Cái này bài học thuộc nè. Ờ. Nhậu xỉn cho bài còn dữ hơn. Đó là bài ra. Không. Bài hấp thụ thì cạo thấy gâu đi cho để gâu đó. Để gông chi mà cho bài thuộc. Tuy nhiên, anh phải cho bài thuộc thì kia, vợ mới không có đi. Bỏ nhậu đi. Nói giờ chị ơi, nếu mà chị thấy mà chồng đã đi kiếm, mà vợ chồng hứa là không nhậu nữa, hứa gì đội hiệp tiếng thải rồi. Rồi chị về đi, có gì hai vợ chồng xây dựng gia đình hạnh phúc. Hai bà Tết trước rồi.
tắt cái bài gì đi con về đi cái vô đất là nó buồn nữa tự lấy cái bài bà đi bà con có đợi chị xem mặt không bà con có liên hệ đội kiểm sĩ hải quan số điện 0913785888 cảm ơn mọi người cảm ơn mọi người chia sẻ mạnh mọi người cảm ơn bà này bà đi chơi phải rồi cảm ơn mọi người cảm ơn hãy chia sẻ mạnh lên cảm ơn các bạn giờ còn người đang đợi nói chung anh này anh hơn nó anh nhậu nhậu anh cho bài dài đáng thuộc nên mọi người làm ơn cũng chia sẻ giúp mạnh còn hơn 10 ngày là tết rồi chị làm ơn chị về làm ơn chị về làm ơn cảm ơn.